Nhân dịp thăm và làm việc tại Sơn La, vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội đã tới thăm vùng trồng cà phê tại bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, thành phố Sơn La và dự lễ khánh thành nhà máy chế biến cà phê Sơn La. Đây là các sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023. Thăm vùng trồng cà phê tại bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, thành phố Sơn La, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần hỏi thăm về quy trình trồng, chế biến tiêu thụ cà phê cũng như đời sống của bà con trồng cà phê trong vùng. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi đời sống của bà con các dân tộc đã có bước cải thiện đáng kể từ chính các cây ăn quả thương hiệu tại Sơn La, nhất là cây cà phê. Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền thành phố Sơn La và tỉnh Sơn La quan tâm các hộ nghèo, gia đình chính sách, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và tăng thu nhập cho bà con địa phương ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình. Tiếp tục nâng cao chất lượng và quảng bá thương hiệu cà phê, chú trọng phát triển năng suất, sản lượng nhưng phải gắn với bảo vệ môi trường cảnh quan, đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất chế biến, coi trọng bao tiêu sản phẩm từ khâu trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê cho bà con. Chủ tịch Quốc hội và các thành viên đoàn công tác đã cùng chứng kiến và cổ vũ hội thi hái cà phê của các đội thi, trao quà cho các hộ dân nghèo và công nhân trồng và sản xuất cà phê tại địa bàn thành phố Sơn La, chúc bà con đoàn kết thi đua trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội đã tới dự lễ khánh thành nhà máy chế biến cà phê Sơn La tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Nhà máy chế biến cà phê Sơn La được khởi công xây dựng tháng 7 năm 2013 với công suất thiết kế 50.000 tấn quả tươi một năm, tương đương 12.500 tấn cà phê nhân một năm. Với hai dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ giữa dây chuyền sản xuất và hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn. Việc khánh thành đưa nhà máy vào hoạt động sẽ tạo điều kiện cho các hộ gia đình trồng cà phê, các doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối chuỗi sản xuất, tiêu thụ cà phê bền vững, gắn kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Tổng số cán bộ công nhân viên, người lao động công ty đã tuyển dụng là 100 người, trong đó 95% là lao động tại địa phương với thu nhập bình quân toàn công ty đạt trên 7 triệu đồng một người một tháng. Tại buổi lễ, lãnh đạo công ty cổ phần chế biến cà phê Sơn La và công ty của tập đoàn Ba San ký kết hợp đồng hợp tác bao tiêu sản phẩm cà phê.